Tin quốc tế, quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc đang gia tăng căng thẳng. Triều Tiên đã sửa đổi hiến pháp và lần đầu gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Trong khi đó, Hàn Quốc tuyên bố chính sách của nước này là tiếp tục theo đuổi mục tiêu thống nhất hai miền, nhưng sẽ đáp trả bằng vũ trang nếu Triều Tiên có bất kỳ hành động gây hấn nào. Ngày hôm nay, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA thông báo Quốc hội nước này đã hoàn thành việc sửa đổi hiến pháp theo yêu cầu của Chủ tịch Kim Jong Un với nội dung từ bỏ mục tiêu thống nhất quốc gia, đồng thời xác định Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Trước đó, hôm 15 tháng 10, Triều Tiên đã cho nổ một số tuyến đường bộ nối liền bán đảo Triều Tiên ở phía bắc đường phân giới quân sự giữa hai nước. Các tuyến đường bộ và đường sắt Gyeongui và Donghae từng được coi là biểu tượng của sự hòa giải và hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Seoul. Theo KCNA, việc cho nổ các tuyến đường này là biện pháp tất yếu và phù hợp với hiến pháp. Ở thời điểm hiện tại, toàn bộ các tuyến đường bộ cao tốc và đường sắt giữa hai miền đã bị chặn hoàn toàn. Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ động thái của Bình Nhưỡng. Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố rằng chính phủ nước này có thể kiện Triều Tiên bởi dự án đường bộ và đường sắt kết nối hai miền bao gồm khoản vay trị giá 133 triệu đô la Mỹ của Hàn Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc sáng nay đã hội đàm tại Seoul giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên gia tăng. Trước đó, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ tuyên bố sẽ thiết lập một cơ chế chung mới cùng với 8 nước đối tác để giám sát các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Ít nhất 5,5 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Hơn 300.000 cử tri Mỹ đã đi bầu cử trong ngày đầu tiên bang Georgia tổ chức bỏ phiếu sớm, cao hơn 123% so với kỷ lục trước đó hồi năm 2020. Georgia là một trong 7 bang chiến địa được theo dõi sát sao trong kỳ bầu cử năm nay. Cựu Tổng thống Donald Trump đang tìm cách giành lại chiến thắng sau khi để thua ông Joe Biden tại bang này với sát biệt sát nút hồi năm 2020. Bỏ phiếu sớm cũng diễn ra tại nhiều bang khác trong tuần này như North Carolina, một bang chiến trường khác, Iowa, Kansas, Washington, Massachusetts, Nevada. Thay vì đến hòm phiếu vào đúng ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, ngày càng nhiều người Mỹ bỏ phiếu sớm bằng hình thức trực tiếp hoặc qua thư. Số người thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn chở xăng tại Nigeria đã tăng lên 147 người, theo thông tin mới nhất từ nhà chức trách. Vụ tai nạn xảy ra hôm qua khi chiếc xe bồn chở xăng bị mất lái và lật tại bang Jigawa, khiến xăng tràn ra ngoài và phát nổ. Thảm kịch xảy ra khi đang có rất nhiều người đang tìm cách thu gom số nhiên liệu này. Đây là một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất tại Nigeria trong những năm gần đây. Nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra và khắc phục hậu quả vụ nổ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nạn nhân và gia đình.